Trận đấu tiếp theo của Seoul Thượng Hải. Yes. Vâng, Greg tiếp tục là Greg của game thủ Mạnh Hào. Còn bên kia quân gì? Vâng, như vậy là Pan Kata. Pan đến từ màu 6. Pan đến từ màu 6. Về lớp Hoa Mỹ Nhi là người cầm Kata. Bên này thì Baby Lord của Sẻ. Và Mạnh Hào là người cầm Greg. Như vậy là Pan Kata đầu Baby Greg. Quân là quân thì có thể gọi là yếu hơn. Quân có thể gọi là yếu hơn nhưng mà dễ chơi hơn dành cho cặp đôi của Game TV. Dễ chơi hơn bởi vì chỉ việc thủ phù thôi. Tôi nói thật đấy các bạn, như trận đấu trước mà Mạnh Hào để thua thì ui dồi ôi, gạch họ ném cho thì trận anh bảo là trận trước mà thua ấy thì xin phép thôi. Sẽ có khoảng tầm 5 cái topic trên group anh là cần thiết là bán độ này, xong rồi đánh ngu vờ lờ các kiểu đấy, nhưng mà thắng thì anh lại được khen. May đấy. Vâng, tôi đứng ở, tôi ở phòng bên này và thấy Văn Lớp bảo đen VL. Không biết anh có chuyện dần hôm qua làm tơn soi tham không? Vâng, giọng Văn Lớp kinh thật. Vâng, bình luận viên nói ở bên kia tôi không nghe cái gì, nhưng mà Văn Lớp nói thì tôi lại nghe thấy. Vâng, giọng Văn Lớp thì sinh ra lớn lên ở miền quê, hình như là Tây Tịu. Vâng, đúng rồi, anh có cái giọng khá đặc biệt. Vâng, nó có một chút chua chua, một chút khắm khắm và một chút ôi ôi. Và nó hòa quyện vào, nó thành cái giọng của anh. Một cái giọng đi gạ kèo khá là mát, khá là mắc binh. Vâng, đề nghị anh em xem máy của Hà Nội không comment ở trên khung chat. Tôi sẽ không nói với các em thủ là vài lớp chết hai dân. Ai biết được soi thang. Không, nhưng mà về lớp chết một dân rồi. Bà Mạnh Hào tiếp tục đẹp. Vâng, gặp nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Tương đối bịp. Nhiều bạn đang bảo là ai thay Chip Boy ở Game TV. Thực ra cái điều này tôi không muốn công bố luôn. Nhưng mà các bạn đã hỏi thì chắc là tôi cũng phải nói. Anh em có biết là ai đang bình luận cho anh em nghe không? Bài của Game Thủ Mạnh Hào ở trong trận đấu này nó... Boy. Ủa may nhá, may mà vẫn ăn được đấy. Sẽ có khoảng tầm 3 dân ăn được ở trong cái đàn hiệu này. Đóng lệch ra một tí để dân có thể ăn. Tôi nghĩ là nên đánh 24 dân thôi, 24 dân là đủ. Đủ không? 24 dân, đây rồi, như vậy là có hai con voi. Có tay thì là cầu về. À không, như vậy là có đàn hiệu. Như vậy là bài được. Nó không phải là quá khỏe nhưng mà nó ở trong mức chấp nhận được. Anh Hào vừa nói và ăn một cái gì đó rất bẩn. Thôi, kích. Như vậy là 8-16. Buồn ngủ gặp chiếu mạnh. Trên đường ra đàn hiệu thì là gặp đôi voi cạnh màu vàng. Và câu thêm hai con voi nữa về. Như vậy bài Greg này là bài ổn. Không lên quá sớm nhưng cũng không phải là muộn. Không quá khỏe nhưng cũng không quá yếu. Nó ở mức bình thường như cân đường hộp sữa. 26 dân của chim sẻ. Và nghe nói về sẽ đánh cung thổi phù. Và cái bài cung thổi phù, cái bài nó rất khó chịu. Cảm giác như mà một người đánh chém mà lên đời không sớm, mà chỉ có thể đánh được chém thôi, giống như kiểu là đơn vị quân Kata. Thì chả có cách nào để cho anh có thể giết được cái bài cung thổi phù. Đây là BA, đây là BM. 3A và 1P.
kích. Như vậy là 9, 10 phút 29. Ép đời trận này tôi đánh giá là hơi kém. Phải tôi trận này phải ép 10 tròn mới gọi là chuẩn. Ba dân ăn vàng thôi là sẽ đủ vàng để có thể sóc một nhà phù thủy. Sau đó thì sẽ là bài ra ruộng và đánh khoảng từ 2 đến 3. Bài thủ phù cũng không phải đánh nhiều A lắm. Quan trọng là phải làm cách đó để giữ được dân và kín được nhà. Quay trái với Hào là Hào thông báo về là mình lên đời muộn nhất bản đồ trong trận này. Cũng phải thôi. Bên kia toàn thánh ép đời. Vâng, làm 3 dân của game thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi tôi cảm thấy là lên đời hình như là sớm hơn Hào, nhưng mà tôi không biết là cái giò của anh đang ở đâu. Hình như là một tên chéo cánh à. Nhà BL rất gần vị trí hoang của Hào. Và như vậy là đúng là tên chéo cánh đến từ Hoàng Mai Nhi. Còn thân mình chưa lo xong thì còn lo hộ bên lớp ấy thì thôi. Đây là pha chọc chéo cánh của game thủ Hoàng Mai Nhi. Chọc sang nhà của ông thủ chim sẻ. Con giò không có giáp dành Hoàng Mai Nhi. Sẻ đang phải cơ cấu nhà mình, một BP đã có rồi. Cần phải bo kín mặt này trước. Đúng là bài 3A dành cho chim sẻ. Bo kín một mặt trước, mặt còn lại thì cứ từ từ. Có trẻ với Hào nè. Thằng Hào quên sắc chén, nhưng mà Hoàng Nhi hình như là hơi khinh thường Hào. Anh bỏ qua Hào mặc dù nhà Hào rất gần nhà của Hoàng Nhi. Sao chào con tên thứ hai chén cho sướng. Không được, như vậy bây giờ thì Hoàng Nhi lại quay trở về. Con phù. Và lúc trước thì Hoàng Nhi có vâng, khác nhau nó chỉ ở đây thôi. Vâng, thằng đỏ và thằng đen. Trận trước đấy các bạn có nhớ không? Hoàng Mi có 3 con phù thủy mà không phù được, coi là không phù được con ngựa chém nào của Mạnh Hào. Còn bây giờ thì Mạnh Hào đang rất khỏe. Vâng, tin dị báo về nhá. Pan với lớp đánh cùng R. Ồ, tôi quên mất. Cái ông thần Van lớp là chuyên có cái bài Pan đánh cùng R. Rất thích bài cầm Pan đánh cùng R. Ok. Nó phù gá. Một tên tạt cánh đến từ người cầm Pamran. Hay. Tên này hay. Một bài đánh dị và đầy sự bất ngờ đến từ thủ về lớp. Một tên tạt cánh đang khiến cho Hào yếu đi rất nhiều. Và thậm chí là chết luôn. Cung R kẹp phủ. Sẽ đánh có thể gọi là hơi chắc bài quá. Hơi theo bài quá. Một tên không để ý soi tham. Thế trận bây giờ thì đang là cần, thậm chí là GTV đang yếu hơn một chút. Sẻ đang là bài 3, còn về lớp đánh được 4 ạ trong trận đấu này. Một bài Paran mà đánh không, sẻ cũng 4 ạ rồi. Nhưng mà về lớp là người chủ động đánh thuần cùng R hơn, nên đang có lợi thế hơn sẻ. Rất bất ngờ đến từ về lớp. Người một game thủ có cái đầu có thể gọi là có sạn, mặc dù nó hơi nhiều đất một chút. Sẽ cần phải đưa phù ra để thủ cho cả game thủ Mạnh Hào nữa. Mạnh Hào bay nhà rồi. Trận này sẽ là một trận khó khi mà sẻ phải cân hại. Về lớp đang liên tục đẩy cung R lên. Một bài Pavran mà để được 4 A thì phải, đó phải là một bài Pavran thật khỏe. Chứ bình thường thì bạn nào từng đánh cung R của Pan thì sẽ biết rằng Pan sẽ chỉ đánh được 3 A thôi với một cái bài bình thường. Kìa, gặp kìa. Cái con phủ của sẻ vẫn đang có tác dụng, nhưng mà vẫn còn chém đến từ những thủ Hoàng Mai Nhi. 2 phù 1 thì em có phù được không? Phù được. Nhưng lực không khỏe nha. Một trận đấu mà sẻ đang phải có thể gọi là cân hai. Game thủ Hoàng Mai Nhi là game thủ thần đầu yếu, nhưng tạm thời thì anh vẫn chưa chết quá nhiều dân. Pan đang bị đè khoảng tầm 6-4. Với lớp đang là người có tham lai khá to. Liên tục lãng tên đi xung quanh và móc máy. Và phải giải e để bắt quân của sẻ kín. Đây là tên kín và với lớp dường như không để ý trong tên này. Anh không hề để ý. Tiếp tục là pha giải e kín dành cho game thủ chim sẻ. Nhưng bây giờ thì có lạc đà của Hoàng Mai Nhi đi cùng. Sẻ cần phải kẹp thêm cả phù thủy vào nữa, chứ không thể đánh được mỗi cung R không. 12 giờ chỉ có 2 con.
Xe tạm thời đang đánh theo kiểu ra đều quân thôi, chưa thể đánh kiểu phát triển được. Nâng cấp chặn quai ở thời điểm phút 21 với tầm này là 60 68. Thông tin báo về thì 12 giờ đang khá nhiều cục, về lớp đang nhiều tảnh. Anh muốn công game thủ chim sẻ để sẻ có thể yếu và sau đó đưa về thế 2-1. Bây giờ thì sẽ không ai có thể đánh được game thủ Hoàng Mà Nhi nữa. Không biết Hào còn thi đấu không. Đây là Hào, tham còn 11 thôi. Lạc đà Hoàng Mà Nhi là rất đông. Phải chăng thì sẽ phải chuyển cung A? Phải chăng là phải chuyển cung A ở trong trận đấu này? Một tên mà sẽ muốn đi ảo. Và nếu như đi ảo như thế này thì liệu rằng có bị ốp vào nhà luôn không? Một tên muốn gây ra sự đột biến bằng một pha đi quân gọi là siêu siêu ảo. Nhưng 12 giờ Mạnh Hào để chết rất nhiều dần. Bây giờ mới tăng được nhà bè thứ 5. Một tên đi quân ảo dành cho game thủ chim sẻ. Tên này thì sẽ ăn được nhiều dần ở bên lớp. Nhưng vấn đề cái tên ở nhà thì sẽ đỡ kiểu gì. Và giải e trăng chịt đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Tạm thời thì sẻ vẫn đang đỡ được. Nhưng cung R bắt đầu lọt vào bên trong. Vẫn là pha vé tốt dành cho chim sẻ. Vẫn tốt. Phải chăng sẽ phải bỏ nhà? Mấy lớp cũng bay nhà rồi, bỏ. Vẫn còn cửa. Bỏ nhà đi. Không, như vậy là sẻ đang kéo quần về. Mà sẻ vẫn đang giữ ở mức 65. Chưa có thực để có thể nâng cấp được cái giáp 4. Sẻ vẫn đang giữ ở 57. Em giữ dần khá tốt và không để chết quá nhiều dần trong pháo ốp nhà vừa rồi của đội bạn. Còn đây là sẻ, một pha sẻ muốn bắt quần. Nhìn lạc đảo Hoàng My đông quá. Cầm đầu được Hoàng My cũng yếu thôi. Nhưng ở thời điểm sau thì với cái việc mà Hoàng My có phù, với việc mà có phù thì game thủ Mạnh Hào không thể làm gì được game thủ Hoàng My. Một trận đấu mà về lớp đánh thẳng cung R rất hay. Thực sự là hay. Và nó gây ra quá nhiều bất ngờ. Tham Lai bị đè mạnh quá rồi. Như vậy tỷ số được cân bằng một đều ở trong siêu thứ hai. Một trận đấu mà hai game thủ của GTV hơi chủ quan. Các anh không có ai soi tham. Không ai soi tham. Và không biết rằng VLOP đánh cung R. Đến khi VLOP đẩy cung R sang nhà của game thủ Mạnh Hào thì mới biết. Và một trận rất hay của bên lớp và thể hiện được cái độ kinh nghiệm và cái sự tinh quái của anh ở trong map la. Trận này bên lớp mà chỉ cần đánh chém thôi là chắc chắn sẽ thua. Không sao, chúng ta vẫn đang có lợi thế ở vẫn đang có lợi thế dẫn trước 1C. Bây giờ sẽ là trận bản lề